mọi người, chào mừng mọi người đã đến với phố ăn chơi. Và hôm nay chúng mình sẽ có một nhân vật mới, đấy là chị Mimi. Hello, xin chào mọi người, mình là Mimi. Hiện tại thì mình đang là một YouTuber tự do. Và ngày hôm nay, đây chính là một cái video đầu tiên trên phố ăn chơi của mình. Thì từ nay chị Mimi sẽ đảm nhận tất cả các khâu ăn uống này, các video về ăn thử đồ ăn vui vui rồi đi ra ngoài ăn hay gì hết thì chị Mi sẽ làm hết mọi người ạ. Ok, hôm nay để ra mắt phố ăn chơi thì mình sẽ mang đến đây một thử thách cho mọi người, một thử thách cho Như, chính là các cái món ăn ở trên bàn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử các đồ ăn đến từ các loại côn trùng, được chế biến từ các loại côn trùng. Anh cảm giác như cậu đến từ địa ngục ấy, nhìn kinh. Thử xem biết đâu vị của nó lại ngon thì sao. Không, nhưng mà nhìn nó, các cụ đã bảo rồi, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đúng không? Không phải bắt hình dong với con này. Em sợ nhất là với con không có chân hoặc là có nhiều chân, thì ở đây có cả hai con đấy. Con này thì em, đây là con gì đấy chị? Đây là nhộng ong. Thì cái này là hồi xưa hồi bé thì khi mà mình đi phá tổ ong ấy, thì cái này là trong cái tổ ong đấy, thì nó có cả nhộng này, cả cái con ong. Em thấy con này là một trong những con ít đáng sợ nhất ở đây. Tại vì ở đây có ba con, một con rất nhiều chân. Một con thì có mắt to ơi là to. Thì ở trên bàn này thì hôm nay chị mang đến là nhộng ong này. Đây là con nhộng tằm. Còn đây là con ve sầu. Con ve sầu. Thì bây giờ em muốn ăn thử món nào trước? Vậy em muốn chị thử trước. Chị mời mọi người mà. Thực sự cái màn ra mắt của chị Mi quá đáng sợ mọi người ạ. Nãy giờ mình ngồi đây xong rồi tim mình đập thịch 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 thịch. Thế thì bây giờ mình có thể thử cái món này trước đi. Món này là món nhộng ong, là cái món tuổi thơ ấy. Tuổi thơ của nhiều người và ít đáng sợ nhất. Với cả bọn mình sợ là ăn cái này sẽ bị ngán, cho nên là thật ra không muốn uống bia đâu, mà tại ở đây không có nước nên là phải uống bia thôi. Đây chị Mi ăn trước đi. Mời em. Mời chị. Đây. Xin mời mọi người. Đây là cái phần con nhộng ấy. Ngon, bùi cực, thơm mùi lá chanh luôn. Thử đi. Hay em thử con màu trắng trước nhá. Nó cũng giống nhau. Con màu, nó giống nhau à? Ừ, nó giống nhau. Nó bảo sợ nhưng mà nó ăn liền hai con mọi người ạ. Ôi, thế là hai con. Đừng nghĩ nó là ong. Khá ngon mà đúng không? Hơi bột bột. Em chỉ thấy mỗi mùi lá chanh thôi. Tại vì em ăn kèm lá chanh ấy, bây giờ em cảm giác như kiểu là có một lớp silicone ở bên ngoài, xong rồi ở trong là bã đậu phụ ấy. Đúng rồi, giống như thế. Thế thì bây giờ em có thể ăn thử cái phần con ong này này. Không, chị ăn chơi. Em hèn lắm. Thử ăn con này nhá. Nó nhìn mình nè. Không, còn nó nhìn mình nè. Cái con này chị ăn chị cảm thấy nó bùi hơn ấy. Và nó kiểu có độ giòn ấy, vì nó đã kiểu hình thành mắt mũi tay chân rồi ấy. Xin lỗi Như. Thử thách này em ăn thử đi. Nếu mà chấm 10 điểm đáng sợ ấy thì 6 phần là tại vì mấy con này nhìn nó sợ, 4 phần là tại vì quay với chị Mi các bạn. Không, ok mà. Nó kiểu bùi hơn đúng không? Giòn giòn đúng không? Cảm nghĩ của Như về món này như thế nào? Em thấy nó giống cái gì nhỉ? Lá chanh à? Tép. Giống tép. Tép rang với lá chanh. Chị có hay ăn món đấy không? Chị thấy cũng tương đối, nhưng mà con này, cái phần con nhộng này bên trong ấy, nó có nhiều nhân hơn con đúng tép. Đúng rồi, em rất là ghét ăn con tép tại vì nó có nhiều vỏ, xong rồi có nhiều chân ấy. Ăn em hay bị ngứa họng, dị ứng ấy. Nhưng mà con này ngon phết. Còn cái phần con ong này thì ăn thấy ok đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ đến với món tiếp theo nhá. Món tiếp theo. Mình phải rửa miệng trước khi ăn món khác để nó không bị lẫn vị vào nhau. Đấy. Món tiếp theo là một món theo Như là đáng sợ vì nhiều chân. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với món ve sầu rang lá chanh. Em thấy ở đây có tóp mỡ này. Đúng rồi, cái này thì rang chung với tóp mỡ. Chị nghĩ là khi mà ăn chung ấy thì nó sẽ tăng cái độ ngậy. Bởi vì là ve sầu không giống với con nhộng kia. Con nhộng kia nó nhiều nhân bên trong. Còn con này thì nó nhiều vỏ hơn ấy. Thì mình ăn với tóp mỡ thì chắc sẽ là làm cho cái hương vị với cả cái độ ngậy nó tăng lên, dễ ăn hơn nữa. Chị ăn chơi. Ơ kìa. Chị ăn đi. Sao lại cứ bắt người đặt ra thử thách ăn trước thế nhở? Người ta gọi là leader, hướng dẫn. Em hèn lắm. Đây là một chú ve. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Ăn trực tiếp luôn để xem vị nó như thế nào. Nó có kinh như nghĩ không? Chị hung quá anh. Ơ chị ăn nó luôn. Con này nó có cái vị hơi ngai ngái mọi người ạ. Nó giống như là mình ăn cái con. Mình giống như là mình ăn cái con ong ở trong cái nhộng ong này, nhưng mà nó là cái phiên bản phóng to gấp 10 lần ý. Còn cái vị chị thấy tương đối là giống nhau. Cái cảm giác ăn tương đối là giống nhau. Nhưng mà nó có dễ ăn không? Chị đánh giá là nó kiểu ai mà biết ăn thì mới thấy ngon, còn ai không biết ăn thì không thấy ngon, hay là kiểu ai ăn cũng sẽ thấy ngon? Chị ăn con này chị thấy nó hơi sơ sát, kiểu hơi nhiều vỏ.
cái phần thịt, phần nhân bên trong thì nó hơi ít. Bây giờ thì mời Như đây, em tham gia thử thách với chúng mình nhá. Chừa đầu của nó ra, được không? Như ăn từ đít mọi người ạ. À, chân nó đâm vào lưỡi em. Nhai nó đi, nghiền nát nó đi. Nó hôi. Hơi ngai ngái đúng không? Vị hơi hôi hôi ngai ngái. À, giống mùi thuốc bắc đấy ạ. Ê, đáng ơi. Nó không đến mức khó ăn nhưng mà đúng là kiểu như kiểu là mình ăn một cái lá cây sống ấy. Giống kiểu đi vào rừng xong rồi hái đại một cái lá nào đấy ăn. Xong rồi nó còn hơi đắng đắng nữa, đúng kiểu ăn lá cây. Hơi khô sơ sắc đúng không? Vâng. Bây giờ mình có thể ăn kèm cái con này với cả một miếng tóp mỡ, xem là cái vị nó có gia tăng không và cái sự béo đậm ấy. Ôi trời, nó nhìn em. Nó nhìn em. Cắn cái đầu nữa rồi. Cảm giác như ăn bún đậu mắm tôm. Ừ. Người ta có hay ăn con này với bún đậu mắm tôm không ạ? Không em ạ. Không, nhưng em cảm thấy rất là bún đậu mắm tôm ấy. Hay là tại vì nó có cái này. Em thấy nó thế nào khi mà ăn chung với cả tóp mỡ? Em thấy nó ngậy hơn bởi vì ăn mình cái con đấy thì mình sẽ thấy là nó khô sơ xác giống như kiểu ăn tép ấy. Nhưng mà có chung với tóp mỡ thì nó sẽ béo béo giòn giòn hơn, nó làm cho cái món này ngon hơn. Em nghĩ cái món này đúng ra là mình phải cuộn như thế thì mới là đúng vị đấy. Bây giờ thì mình sẽ đến với cả cái món tiếp theo là món nhộng tằm. Món này là cái con này là cái con mà trước khi sau khi mà nó nhả ra cái sợi tơ ấy đấy thì nó sẽ có con à, này. Thế là cái con hay ăn lá dâu đúng không ạ? Ừ. Và cái con này thì cũng là rang lá chanh này. Ở cái bên nhà hàng này mình đặt thì nó hơi ít cách chế biến mọi người, đa số là rang với lá chanh. Và cái con nhộng tằm này thì được ăn kèm với cả lá lốt. À, thế không phải lá mơ ạ? Con này thì khá là to mọi người ạ. To hơn rất nhiều so với... Chị hun đi. Ôi, cắn nó luôn chứ hôn làm gì. Nhưng mà kiểu mình sẽ bỏ hết vào miệng hay là cắn đôi nó ra? Hay chị cắn đôi đi. Với chị ấy, với cái thói quen ăn với cả thử đồ ăn của chị ấy thì chị hay. Con này dai quá mọi người ơi. Con này nó to. Nhưng mà mình cảm giác cái phần vỏ của nó phải chiếm đến 9 phần ấy mọi người ạ. Ăn nó rất là dai. Và bên trong thì mình không cảm nhận được nhiều cái vị nhân bên trong đâu. Như ơi mời Như. Như ăn đi Như. Đây để em. Không, con này thực ra thì cái cảm giác lúc cho vào miệng ấy nó không đáng sợ hay là bị chân hay là bị đầu như kiểu con ve chọc vào lưỡi của em đâu. Mời Như. Em ăn nhá. A few moments later. Nó không dai, nhưng mà nó chẳng có vị gì. Nó không ngon cũng không dở. Mà em chỉ cảm nhận được nhiều nhất là vị lá lốt thôi. Em có thể ăn, có thể ăn lại. Em nghĩ là cảm nhận được vị lá lốt nó cũng rất là ngon. Thử đi xong nghĩ cho nó, chị chỉ thấy nó giống cái này thì ngon rồi. Cái này thì ngon, cái này cho vào chảo và đảo lại thì siêu ngon này. Con này thì ngon này. Con này ngon, thơm mùi này. Ừ. Con này nó cứ nhìn cái gì. Con này chán nhất luôn. Không, lúc ngon thật á? Có lúc em ăn nó khá là ngon, lúc nó nóng ấy, nó rất là giòn. Ăn này giống đậu ấy. Ừ. Con này không nên ăn với lá lốt. Tại vì vị lá lốt nó sẽ át hết cái vị của con này đi. Mà con này cũng chẳng có vị gì cả. Ăn đúng như kiểu là cao su ấy. Ừ, ăn cái... Các bạn có biết mấy cái bim quả vặt ở trước cổng trường không? Ừ. Kiểu thịt khổ các thứ. Ừ, đúng rồi. Không có tí đường, không có tí muối nào luôn. Nào, em nêu cảm nhận đi. Nó đúng, giống cái kiểu cái cay mà nó không mùi gì. Giống bim bim. Thật ra vấn đề khiến em sợ với con này là tại vì em thấy nó lúc còn sống rồi. Cái con này này, ngày xưa em nhớ là nhà hàng xóm của nhà bà ngoại em là làm tơ tằm ấy. Thế xong rồi thường sẽ để một cái mẹt to như đúng này rồi, này. Xong rồi bỏ lá dâu lên, xong rồi thả mấy con đấy lên. Xong rồi nó sẽ ngoan ngoéo và nó ăn cái lá dâu đấy. Tại vì em đã thấy lúc nó còn sống, em thấy nó kiểu siêu to. Xong rồi nó cứ như này này. Và bây giờ em không thể quên được cái hình ảnh đấy để có thể ăn con này một cách... Và bây giờ nó lại nằm trước mặt em đúng không? Nhưng mà không sao, mình làm được. Mọi người bảo là ăn không cuốn lá lốt thì sẽ ngon hơn nên bây giờ mình sẽ thử. Em hèn lắm. Là háo một ra, háo một ra. Này đầu với đít giống nhau mà. Cái này ăn giống mấy cái thịt đóng gói Trung Quốc ở cổng trường bán cho mấy em nhỏ ấy. Nó kiểu nhai nha, dai dai. Nó không có vị, không đúng có rồi. Nhiều vị. Nó vị không có nhiều vị. Nó chỉ sợ nhất là lúc mà vừa bỏ vào miệng ấy là mình sẽ cảm nhận được cái lớp da ngoài của nó có cái gì này. Chạm vào khoảng đúng rồi là lúc đấy sợ nhất luôn. Nhưng mà đến lúc mà nhai ra rồi thì nó không có vị gì hết, xong rồi nó dai dai bùi bùi đúng như kiểu cái gì là thịt hổ mấy cái thịt ở cổng trường ấy. Ok, sau khi vượt qua chính mình và ăn những cái món ăn từ côn trùng này thì Như có thể đánh giá xếp hạng, xếp thứ hạng cho những cái con này xem là món nào ngon nhất, món nào đáng sợ nhất.
Em sẽ đánh giá cho, đầu tiên là đánh giá cho sự dũng cảm của mình vì ăn con đấy. Tại vì nhìn em hơi đàn ông nhưng mà em cũng hơi hèn trong mấy cái khoản này. Nghĩa là ví dụ ma hay rán hay chuột các kiểu ấy, em mà nhìn thấy nó em sẽ không sợ. Nhưng mà kiểu cái gì sợ thì mình sẽ sợ mãi mãi và mình không bao giờ hết sợ được ấy. Ủa em nhìn thấy ma luôn rồi. À, không, ý là ví dụ mà bảo em đi một cái đường tối để đi về nhà trong buổi tối mà đi một mình ấy, em không thấy sợ đâu. Hoặc là để gương trong nhà các thứ mà tối đi qua đi lại em cũng không thấy sợ. Ừ nhưng mà mấy con chết rồi ngon như thế này thì lại sợ. Thì lại sợ. Thế thì bây giờ em đánh giá theo cảm nhận cá nhân về độ ngon đi. Em thấy là con này ngon nhất. Là con nhộng ong. Hai con này dở như nhau. Nhộng ong là ngon nhất. Ok. Thì đây cũng là cái món mà kiểu món ăn tuổi thơ mà hồi xưa mọi người hay đi chọc tổ ong các thứ ấy. Thì... Ôi thế lúc mình chọc rồi có bị nó cắn không? Có chứ. Tùy vào skill, tùy vào kỹ năng, kỹ năng chạy này, kỹ năng chọc của em này. Ngày bé chị Bi có đi chọc không? Chị chỉ đi theo, đứng từ xa xem các anh chọc xong rồi các anh bảo rụng rồi. Thế là mình chạy ăn luôn. Chạy, chạy, chạy. Phải chạy trước. Bao giờ kiểu ong bay hết rồi ra lấy tổ ong thì bắt đầu chúm đầu vào nhau để bóc những người đấy ấy. Chiến thuật. Đấy thì đây, với chị thì cái món nhộng ong này cũng là món ngon nhất trong ba cái món côn trùng ở đây. Còn về cơ bản em thấy hai cái món này vị nó giống nhau ấy, chỉ có điều là con này nó sẽ sắc sơ hơn con này. Còn con này nó sẽ kiểu ăn giống như con tép rang với lại lá chanh. Đấy, nó chả có cái vị gì cả, nhìn nó chỉ rất là sợ thôi. Không ngon. Em nghĩ cái này mà làm đồ nhắm, cái món này làm đồ nhắm sẽ hợp nhất này. Thế thì mọi người thay vì mua về để trải nghiệm hoặc thử thách như mình đã thử thách như, thì mọi người có thể mua thử những cái này về ăn, làm đồ nhậu, đồ nhắm xem là có hợp không nhá. Thì nếu mà thích hoặc là nếu mà thấy cái video này hay thì mọi người hãy like, share và comment phía dưới nhá. Cảm ơn Như hôm nay đã vượt qua chính mình và tham gia cái thử thách này của chị nhá. Dạ. Hẹn gặp lại Thư trong những thử thách tiếp theo. Không, em đi về đây. Tạm biệt phố ăn chơi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bye bye mọi người, nhớ like, share, subscribe nhá. Nhớ ủng hộ chị My và bọn mình trong thời gian tới nhá. Bye bye. Em hèn lắm.